Anh ta đã tập hơn 2 năm rồi. Anh ta có thể dễ dàng giữ được tư thế này trong 200 giây. Trong những lúc đang làm việc, anh ta thường hay cố ý làm hỏng biển số xe, sau đó nói với cai ngục là hàng lỗi, sau đó liền nhanh chóng giấu vào trong hộp đồ của mình. Hôm nay là ngày thu gom rác, anh ta nhân lúc cai ngục không chú ý, anh ta liền nhanh chóng ôm đám biển số chạy đến bên xe, sau đó mở ra một dây biển số được nối với nhau. Đợi đến khi chiếc xe ra đến cổng, cai ngục cầm chiếc gương ngược bắt đầu kiểm tra. Nhưng lúc này anh bạn to con đã núp trên dàn biển số, nên cai ngục cũng chẳng kiểm tra ra được gì. Nhờ vào sự liều lĩnh và thông minh của mình mà anh bạn này đã thành công vượt ngục. Đợi đến khi bữa trưa trong tù bắt đầu, anh bạn từ đầu bếp này đổ một gói thuốc vào đồ ăn. Đợi khi kẻ thù không đội trời chung là tên mập kia đến lấy cơm, anh bạn đầu bếp liền cố tình múc cho anh ta đám đồ ăn có thuốc kia. Trong lúc tên mập đang ăn ngon lành, bỗng nhiên hắn lên cơn co giật rồi bắt đầu nôn thốc tháo. Kết quả là anh mập ra đi nhẹ nhàng. Đối với thân hình quá khổ của tên mập, bác sĩ đành dặn bạn tù của hắn là liên hệ và mua một cỗ quan tài cỡ cực lớn. Ngày hôm sau, nhà tù sai người đưa xác tên mập đến nghĩa trang. Nhưng không ngờ lúc dỡ hàng, trong chiếc quan tài chính là anh bạn đầu bếp và bạn mình. Hóa ra xác tên mập thật sự bị hai người giấu ở phòng y tế của nhà tù. Sau khi xuống xe, hai người nhanh chóng hạ gục cai ngục, rồi đòi chìa khóa của mục sư. Thế là hai người lái xe bỏ đi. Vậy là thêm hai anh bạn nữa vượt ngục thành công. Anh bạn hói này định vượt ngục, anh ta lấy một tấm ga giường giấu vào người, rồi lặng lẽ lấy đi một gói giấy. Hôm nay nhà tù sẽ xử tử phạm nhân, vì thế nên rất nhiều người kháng nghị đã đến. Anh hói liền nhanh chóng hành động, anh ta nhét giấy vào cốc, rồi lấy ra dây điện được giấu dưới gầm giường. Đợi khi nhà tù mất điện, anh hói nhanh chóng cắm dây điện vào ổ, sau đó lấy giấy đặt lên dây điện, thế là có lửa. Rồi sau đó liền châm lửa đốt cuốn tạp chí trên giường. Không những thế, đến cánh tay mình anh hói cũng không tha. Tất cả những việc anh hói làm, cuối cùng cũng đã thu hút được cai ngục đến. Sau đó anh ta được đưa đến phòng y tế, bác sĩ định tiêm thuốc an thần để giảm đau cho anh hói. Nhưng không ngờ lại bị chính anh chàng hói chích lại cho anh ta, dịch chiếc tủ thuốc ra rồi chui vào lỗ đã đào sẵn. Trước lúc rời đi còn không quên kéo chiếc tủ về vị trí cũ. Anh bạn bò theo đường ống, sau đó lấy ra chiếc ga giường được giấu trong người, rồi lấy bút ra viết lên một câu khẩu hiệu. Sau đó tiếp tục bò lên theo đường ống, anh ta giơ chiếc ga giường lên giả vờ là người biểu tình. Nhưng không ngờ một bà chị tốt bụng muốn anh treo khẩu hiệu kia lên xe mình. Mọi chuyện đúng là ngoài dự đoán. Không còn cách nào khác, thiên đường có lối chị không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích xông vào. Thế thì đừng có trách, đừng có trách. Sau khi giải quyết xong bà chị, anh hói liền lái xe bà chị rồi mất hút. Hôm nay trong tù đang quay phim, anh bạn này định nhân cơ hội vượt ngục. Anh ta lấy ra một cây bút đen, sau đó lấy đầu tẩy trên bút chì. Sau đó lấy ra sợi dây thép giấu khi trước, rồi luồn màu tẩy bút chì vào. Sau đó dùng bút đen tô thành màu đen. Ngày hôm sau, anh ta kêu bạn tù của mình lên hát để thu hút sự chú ý. Đợi khi tất cả mọi người đi quay, anh bạn nhân cơ hội lấy trộm áo của nhân viên đoàn phim, rồi tìm một nơi không có người, thay áo rồi đội mũ lên. Sau đó đeo chiếc thiết bị tự chế, lắp mình một cái liền biến thành nhân viên đoàn làm phim. Lúc ra cửa còn giả vờ như đang nói chuyện với vợ. Thế là thành công qua mặt được đám cai ngục. Vậy là lại một anh bạn nữa vượt ngục thành công. Anh bạn tóc vàng này đang chế ngòi quả bom, anh ta nhờ bạn mình đánh cắp một ít bột mì, lấy chiếc bóng đèn trên giường xuống rồi tháo ra. Sau đó đổ bột mì vào và xoáy nắp lại, sau đó liền giấu vào trong quần của mình. Nhân lúc bị đưa đi thẩm vấn, liền kiếm cớ muốn đi vệ sinh. Cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh, anh ta lấy chiếc đèn ra rồi nhét chiếc ngòi nhổ vào, lấy que diêm trong tất và kẹo cao su trong miệng ra. Và thế là bỗng chốc anh bạn có được một quả bom tự chế. Bên này vừa mới châm lửa, bên kia cai ngục liền đến giục. Cai ngục vừa gõ cửa, anh bạn tóc vàng liền châm lửa, rồi nhanh chóng ném bóng cho cai ngục, rồi nhanh chóng lấy chìa khóa tháo còng. Một cai ngục khác nhanh chóng chạy đến, anh bạn tóc vàng rút súng giải quyết xong. Và thế là một anh bạn tóc vàng nữa vượt ngục thành công. Anh bạn này muốn dùng một tờ quảng cáo để vượt ngục, thế là bị bạn tù của mình chế nhạo. Sau khi gấp xong, anh bạn liền giấu nó vào tay áo. Lúc này cai ngục định đến đưa anh ta đi thẩm vấn, và thế là cai ngục liền còng tay anh ta theo quy định. Anh bạn đeo chiếc còng rồi đứng lên. Lúc này anh bạn dùng tờ quảng cáo để giữ chiếc còng, và thành công tháo được tay ra khỏi còng. Đợi khi người cai ngục bước vào, anh bạn liền tiến lên. Thế là cai ngục đã bị hạ gục, lấy chìa khóa ra và tháo còng. Sau đó anh bạn liền cởi chiếc áo ngoài của cai ngục, sau khi ra ngoài liền bò lên trên đường ống, đợi khi cai ngục đến mở cửa, liền nhanh chóng dùng tay chèn lấy cửa. Thế là qua được cửa ải thứ hai. Đến cửa ải thứ ba, anh bạn dùng nước cay giải quyết người gác cổng. Và trước đó camera nhà tù hiển thị khu vực anh bạn chạy trốn là khu D, nên tất cả cai ngục đều chạy đến khu D để bắt người. Ai ngờ anh bạn kia có đọc binh pháp nên đã dùng kế điệu hồ ly sơn, người ta đang ở khu A các ông ạ. Và thế là lại một anh bạn nữa vượt ngục thành công.
Anh bạn tù nhân viên AT này vì để vượt ngục mà đã vẽ hẳn một tấm bản đồ. Anh dùng bước chân để tính toán vị trí, vừa quay đầu nhìn đồng hồ một cái thì một chiếc xe tải bỗng nhiên đâm xuyên bức tường. Trong lúc hỗn loạn, anh ta uy hiếp một cai ngục. Sau khi lên xe, anh ta liền mở thùng xe, mở cửa một phát, một chiếc xe liền lao ra. Lần này thì không chỉ một mà mấy anh bạn đã vượt ngục thành công. Vì thế mới nói các anh bạn của chúng ta trong tù rảnh rỗi không có việc gì làm nên nghĩ ra vô vàn cách vượt ngục. Và trong vô số những cách vượt ngục đó, liệu có cách nào bạn đoán trước được không?